Nhật ký 896, ngày 25 tháng 1 năm 1937. Hôm nay, linh hồn tôi tràn ngập đắng cay. Ôi Chúa Giêsu, Chúa vào chén đắng của con, chẳng có gì khác biệt, dù họ là bạn hay thù, vì tất cả đều có thể làm con đau khổ. Ôi Chúa Giêsu, con Chúa, Chúa phải ban sức mạnh và năng lực cho con trong những giờ phút thương đau này. Ôi Bánh Thánh, xin nâng đỡ và dán kín đôi môi con lại, để đừng thốt ra dù một lời lẩm bẩm hoặc thở than. Khi im lặng, con biết mình sẽ chiến thắng. Nhật ký 897, ngày 27 tháng 1 năm 1937. Tôi cảm thấy sức khỏe đã hồi phục đáng kể. Chúa Giêsu đưa tôi từ cửa chết trở về cuộc sống. Bởi vì tôi vẫn còn một ít việc phải làm, tôi chưa thể chết. Và kìa, Chúa ban cho tôi sức sống dồi dào. Mặc dù vẫn lưu lại dưỡng đường, nhưng tôi hầu như đã khỏe mạnh hoàn toàn. Tôi thấy thánh ý Chúa chưa được hoàn tất nơi tôi, và đó là lý do tôi còn phải sống. Tôi biết, nếu như tôi đã hoàn thành tất cả những điều Thiên Chúa đã tiền định cho tôi trên dương gian này, ắt người không để tôi lại trốn lưu đày này nữa, vì thiên đàng mới là quê hương. Nhưng trước khi trở về quê hương, chúng ta phải chu toàn thánh ý Chúa trên đời này, tức là các thử thách và chiến đấu phải được nên chọn nơi chúng ta. Nhật ký 898, lạy Chúa Giêsu của con, Chúa lại ban cho con sức khỏe và cuộc sống. Xin cũng ban cho con sức mạnh để chiến đấu, vì con không thể làm được gì nếu không có Chúa. Xin ban cho con sức mạnh, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Chúa biết con chỉ là một đứa trẻ non nớt, con biết làm gì được. Con biết thần lực mãnh liệt của lòng thương xót Chúa, và con tin Chúa sẽ ban tất cả những gì đứa con nhỏ yếu đuối của Chúa cần đến. Nhật ký 899, tôi đã quá mong được chết. Tôi không biết mình sẽ còn được cảm nghiệm một nỗi khát khao Thiên Chúa dằn vặt đến thế trong cuộc sống này nữa không. Đã từng có những lần tôi đã ngất đi vì Chúa. Ôi, dương gian này trở nên xấu xa biết bao một khi chúng ta đã biết thiên đàng. Tôi phải mặn tay với bản thân để sống. Ôi, thánh ý Chúa là của bổ dưỡng cho tôi. Nhật ký 900, cuộc sống này buồn nản và đầy những hiểu lầm. Đức nhẫn nại của tôi được luyện tập và sau đó trở thành kinh nghiệm. Mỗi ngày tôi hiểu và đọc được nhiều điều và thấy rằng tôi vẫn hiểu biết quá ít ỏi, và lúc nào tôi cũng phải khám phá những sai lỗi trong đời sống của tôi. Tuy nhiên, tôi không thất vọng, nhưng cảm tạ Thiên Chúa vì người đói thương soi sáng giúp tôi được biết mình.